lấy đôi dép vô con. Trời, cá lồng tông luôn cả nhà. Ồ. Quá trời nhiều luôn, nó nổi giống như nó nổi kẹo đầu luôn á. Lớp gió thành bão. Có cá phi, cá rô, cá lóc con nữa nha. Tùm lum hết trơn á. À. Nhiều quá. Quá trời tháng năm luôn á. Ra ngồi tôi thấy là chịu không nổi rồi. Mai nó sẽ vớt nữa. Cá mè dinh, cá mè dinh nấu canh chua là ngon lắm. Con này ăn với canh chua cá mè dinh. Cá mè dinh. Quá trời ơi. Sài Gòn về lội ruộng. Đường mương này kia cả lồng tông bự bự không văng lưới cái dính nhóc. Ừ. Ham rồi. Anh Liêm văng lưới lần dính nhóc có trơn cả ký ký mấy không? Ở đâu? Ăn đường mương bẻn hả chứ. Cá bự bự không mà không văng về không khô khô không cho không một bè nữa. Cá tích rồi nữa. Quay mà nói chuyện gì được không tư? Được rồi, nhiêu đủ ăn rồi. Mai bắt tiếp. Mai bắt tiếp. Ủa này có cái vô bự hả, cá phi gì nãy giờ chứ thấy nó ụt mà chứ. Cá phi chị Tư. Ê, loại nhiều quá, mai loại không nổi à. Có con cá gô chậm luôn kìa bà. Có cá lóc con nữa. Tùm lum cá chứ. Ừ, đi lên lửa hơi. Cá này mà khô khô là ngon lắm chị Tư. Ừ, bác phải anh Tân ăn cùng với cái canh chua đi. Chị Tư có ăn cá mè dinh nó có chua chưa? Chưa ăn. Cá mè dinh nó ăn béo dữ dằn lắm. Thấy chưa? Mà nó cá bây giờ nó bự rồi, nó cũng đỡ xương rồi. Thế cá nhỏ thì xương lắm. Đi lên. Rồi lên đây. Mai làm tiếp. Đi lên rồi. Một mình bắt Tư xuống đây là đã kéo. Kéo không lên. Con mà xuống dưới đó thì con nằm dưới con quậy là hầm trâu dưới luôn á. Nó tự mới vượt cái lóc nhỏ ha mà kêu chứ. Trời ơi nó nhảy, trời ơi nó nhảy nhảy nhảy. Nó nhảy dữ dằn chứ. Quá trời cá luôn. Không có sình chắc nó nhiều dữ lắm luôn á mấy con. Ê quá, thôi đi lên. Nhiều lắm, còn nhiều lắm. Quá trời. Nhiều nhiều đủ ăn được rồi. Được rồi á. Cá hùng hỉnh nè cả nhà. Cá hùng hỉnh. Quá trời. Cá hùng hỉnh là cá gì hả bác? Cá hùng hỉnh là cá lồng tông rồi cá sặc, cá rô, cá nhỏ nhỏ rồi mình gom lại là cá hùng hỉnh. Ồ, còn con trống kìa má Tư. Má Tư đi cho nó dơ à. Má Tư. Sao vậy? Gỡ một bữa nữa đi, xong rồi gì mà về ở lại bữa đó, chú ba. Rồi bây giờ kho cá thành quả của đi bắt hồi nãy giờ nha cả nhà ơi. Đi mò cá đó.
chuyến này về quê đi một đi bắt cá. Nó chưa thấy gì cũng được một ề luôn. Bao nhiêu lỗi Sài Gòn mua là cỡ khoảng 70 ngàn. Mà cá tư vậy còn chưa cá tư không? Đâu có trên cá cá ốp đá mà. Đá mà đâu có được cá ngon gì đâu. Có gì cá lên Sài Gòn bán ngồi chợ cũng được. Đó, ý kiến hay. Kiếm tiền là lao động là một vinh quang. Nước màu, muối, nước mắm, bột ngọt. Cái này mà có tép mỡ ha. Cái này có tép mỡ không? Ngon. Khỏi chê luôn. À, cho miếng dầu vô đặng mình trộn luôn, mình khỏi tay ha. Đó. Rồi cái mình ngọt. Bột ngọt, cái mình để là cỡ khoảng 10 phút nó thấm cái mình kho. Thằng em nó ướp. Nó kho cá ngon, nó kho ở dưới quê nó kho cá ngon. Giờ mình kho cá ra đây nè. Cái cá trong cái sọt này là chị bắt nghe Nguyên ơi, ngon lắm nè. Chị bắt hồi chiều quá. Đây là nồi canh chua cá. Cái này là cá bè Vinh hả ba? Được, hồi nãy em cho ba con nó rủ nấu canh chua một chút nó ghé ăn cơm. Cá mà Vinh, em vớt con cá lên. Ai da, quá cho Vinh. Con cá. Cá mè Vinh nấu canh chua cơm mẻ. Sáng có phân nửa, bỏ bên đây phân nửa, bên đây phân nửa. Mẹ ơi, mẹ này được không? Mẹ này nó mềm. Mẹ kia nó cứng quá à. Ít miếng mẹ đó kìa. Ờ, có chén mẹ này, bỏ chén nó vô đây luôn cũng được nè. Ai để con lấy mẹ kia vô. Bây giờ cá ăn cơm ở nhà, có tép gan kìa. Vớt con cá này ra con lên. Lấy cái gì vậy? Nó sôi lên cái. Đó, em nó cũng đem ra nó cho đằng tép nhỏ nhỏ nè, nãy nó gan ăn đã đời, về miền Tây thì thôi thôi đủ thứ.